kính chào quý cha cùng toàn thể quý cộng đoàn đã đến với chương trình Kinh Thánh Bàn Trà số thứ 41 vào không giờ quen thuộc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên fanpage cũng như là kênh youtube của giáo phận Bắc Ninh. Dạ thưa quý cộng đoàn, trong số ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thái độ đức tin của những người phụ nữ sau biến cố chúa phục sinh trong đoạn tin mừng theo Thánh Mắc Cô. Chương 16 từ câu 1 đến câu 8. Dạ thưa cha, trước khi tìm hiểu về đoạn tin mừng này, tìm hiểu sâu hơn thì thưa cha, ở đầu tin mừng thì con có thấy rằng là các bà có đi mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Vậy thì cha có thể chia sẻ một chút về tục ướp xác này của người Do Thái xưa được không ạ? Cái tục tệ, tục lệ mai táng của người Do Thái xưa. Có thể nói là người là người Do Thái xưa chôn cất một cách rất là vội vàng. Vội vàng bởi vì hai cái lý do này. Lý do thứ nhất mà khiến họ vội vàng bởi vì cái khí hậu của cái khu địa trung hải rất là nóng. Cho nên nếu mà để thi hài của một một người chết ở ở lại lâu quá thì sẽ không có giữ được nó, địa Trung Hải nó còn nóng hơn Việt Nam của chúng ta nữa cho nên ở Việt Nam miền Bắc của chúng ta mà để thi hài lâu quá thì phải đến đến bây giờ phải có hóc môn phải có đá lạnh phải đá 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 khô để mới có thể để được thi hài lâu được còn cái thời của Chúa Giêsu rất là lâu cách chúng ta xa lắm cả hơn 2.000 năm cho nên là không có đá khô cũng không có hóc môn hay không có phóc môn cái gì hết để mà có thể để để một cái thi hài nó lâu yeah. vì thế người ta sẽ chôn cất ngay trong ngày hôm đấy. Cái lý do thứ hai mà người ta chôn vội vàng trong ngày hôm đó là bởi vì cái, cái quan niệm của người do thái, quan niệm của người do thái cổ đó là nếu như mà giữ cái thi hài đấy một cách lâu quá thì sẽ làm cho giống như là đó là một cái sự không có tôn kính với thân xác của cái người đã quá cố và cũng không có tôn trọng gia đình. Chính vì vậy người ta chôn cất các cái xác 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 chết một cách rất là vội vàng và nhanh chóng trong ngày hôm đó. Cái thứ hai nữa là theo các lời tường thuật của kinh thánh ấy, thì chúng ta biết được rằng là các gia đình của người Do Thái người ta rất là quan tâm đến thi hài của người quá cố. Vì thế khi mà một ai đó mất đi ấy, thì người ta gia đình ấy, người ta sẽ tắm rửa cho thân xác đó. Sau đó người ta sẽ sẽ sức dầu sức dầu và là thoa dầu. Dầu đây thường thường gọi là dầu u lưu. Rồi tiếp đến là người ta sẽ 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 ướp hương liệu rồi có thể có thể là rồi mọi người trong hàng xóm sẽ đến để chia buồn với gia đình ấy, để phân ưu với gia đình. Thì cái cách cái cái tập tục này nó khá giống ở Việt Nam, đúng không ạ? Khá giống. Rồi một cái nữa đối với người Do Thái đó là nhiều gia đình Do Thái sẽ chôn cất cái người quá cố ở trong các cái hang đá hoặc là trong cái hốc đá trong uh, trường hợp của Chúa Giêsu đó là họ chôn ở trong một cái hang đá trong một cái huyệt mộ đã đảo sẵn ở trong một cái trong một cái khe núi rồi thì um, đây là cách thức chôn cất của các tộc trưởng thời xưa thời thời Chúa Giêsu các cái tộc trưởng sẽ được chôn cất như thế cái thời trong cựu ước thì có thể thấy rằng là ông Abraham bà Sarah ông Isaac hay là ông Jacob đều được chôn cất ở trong các cái hốc đá các cái hang đá như thế và Chúa à. Giêsu cũng được chôn cất ở trong một cái hang đá trong hang đá mà được người ta đục sẵn rồi. Thì thông thường các cái xác xác chết này người ta để trong hang đá như vậy ấy, là thường thường để một thời gian dài ấy, nó sẽ rục xương, rục 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 thịt đi, sau còn xương thì người ta sẽ gom lại vào trong một cái trong một cái hộp đá. Và cái cái cái, cái hài cốt của người ta ấy, ở trong để trong hộp đá vì cái ha, trong để gọn lại ấy, thì cái hang đá đấy nó sẽ đủ chỗ cho nhiều người sau này có thể mai táng trong đấy được. Dạ vâng thưa cha vậy thì việc bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Jacob và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào xin cha có thể chia sẻ kỹ hơn được không ạ? Việc các bà, <laughs> <laughs> cha xin lỗi. Yeah. Việc các bà mua dầu thơm để ướp xác Chúa Giêsu hay là để đây trong Kinh thánh nói rằng là mua dầu thơm để ướp xác Đức Giêsu. cái hình ảnh này nói cái cái việc này các bà làm ngay sau khi hết ngày Sa-bát tức là chiều tối của ngày thứ bảy. Chiều tối ngày thứ bảy đối với họ là bắt đầu hết ngày Sabbath rồi bởi vì ngày của họ được tính từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Và và chiều tối ngày thứ bảy họ bắt đầu ra đưa ướp xác Chúa Giêsu thì việc mà các bà đến mộ để ướp xác Chúa Giêsu chứng tỏ một điều thôi. Một điều duy nhất thôi. Một điều duy nhất đó là các bà không có chưa có ý tưởng gì về việc Chúa Giêsu sống lại hết các bà trong lòng trong đầu của các bà trong lòng của các bà chưa bao giờ có một cái ý tưởng về việc Chúa Giêsu sẽ sống lại. Cái điều thứ hai đó là thông thường người Do Thái người ta sẽ ướp xác bằng dầu ô lưu chỉ ướp xác bằng dầu ô lưu thôi chưa có cái cái đoạn thánh đoạn thánh kinh nào hay là hay là thông thường thông thường thì người thông thường sẽ không có ướp xác bằng bằng dầu thơm chỉ có việc ướp xác bằng dầu thơm là dành cho các vua thôi các vua mới có ướp dầu thơm. Còn thông thường người dân thông thường, người ta chỉ có tẩm liệm ướp xác bằng các cái dầu ô lưu. Cho nên người Do Thái cũng không có biết cái tập tục ướp xác của người Hy Lạp cổ hay là của, của người Ai Cập cổ ngày xưa, là người ta chỉ ướp xác thông thường là bằng dầu ô lưu. Và tác giả Marco ở đây, Thánh Marco nói về việc ướp xác này muốn nói nhằm nhằm nói đến việc các bà muốn bảo tồn thi hài của Chúa Giêsu một cách lâu hơn, một cách kỹ càng hơn. Và rồi một cái một cái chi tiết nữa đó là cái việc ướp xác Chúa Giêsu này, sức dầu Chúa Giêsu này, sức dầu thơm cho Chúa Giêsu này, nó nhằm nói dội lại đoạn thánh kinh của Marco chương 14 từ câu 3 đến câu 9 nói về việc sức dầu thơm tại Betania Tại Bethania có một cô Maria cô ấy đập một bình dầu thơm cam tùng. Một dầu thơm cam tùng trị giá 300 quan tiền có biết 300 quan tiền cái thời đấy là trị giá bao dự bao nhiêu tiền của chúng ta ngày hôm nay không? Sao có không biết ạ? một ngày công của họ là một quan tiền 300 ngày 300 quan tiền đấy tương ứng với 300 ngày công khoảng một năm làm việc của bọn con và không có chỉ có nghỉ ngày chủ nhật thôi không có nghỉ ngày thứ bảy một năm làm việc có cả tăng ca nha một năm làm việc của con bây giờ cha giả sử thôi nó được khoảng độ 50 triệu đi Ví dụ thôi, cha không biết lương của con bao nhiêu như cha đoán kiểu như là một lương thông thường của một người lao động vất vả ngày thường bây giờ khoảng 50 triệu một năm. 50 triệu một năm bà ấy đập một cái lọ dầu thơm cam tùng trị giá 50, 50 triệu. triệu. Đối với người lao động bình thường, còn đối với người 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 giàu có những người mà làm lương cao ấy, thì nó trị giá cả trăm triệu. Bởi vì lương của một người lao động một ngày công của người Do Thái là một quan tiền một ngày. Cho nên 300 quan tiền là một năm làm việc vất vả của người ta vậy mà bà này bà đập ra để để ướp xác cho để à, để để mà sức dầu cho Chúa Giêsu tại Betania cái việc sức dầu thơm ở Betania đấy nó nói đến một cái hình bóng của việc ướp xác Chúa Giêsu trong ngày Chúa Giêsu tử nạn và cái việc mà các bà các bà phụ nữ này đi đem dầu thơm ra để ướp xác Đức Giêsu trong cái ngày hôm nay trong cái ngày tín đoạn tin mừng này muốn nhắm đến hướng đến việc Chúa Giêsu sẽ phục sinh hai cái hình ảnh của lớp xác này nó hướng đến hai cái sự kiện khác nhau. Dạ. Dạ. Vâng. Vậy thì thưa cha, ở câu thứ ba vẫn là trong đoạn tin mừng này. Ở câu thứ ba thì có Thánh Marco có viết rằng là các bà bảo nhau ai sẽ lan tảng đá ra khỏi cửa mộ dùng ta đây. Vậy thì thưa cha, con thấy câu này đang có một cái điều gì đặc biệt nhưng mà con vẫn chưa chưa thể hiểu được kỹ. Vậy thì thưa cha, cha có thể chia sẻ cho con cũng như quý cộng đoàn kỹ hơn nữa về câu này được không ạ? khi mà các bà nói rằng là ai sẽ lan tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta, cái câu này muốn khi mà nói nói đến cái điều này ấy, thì như lúc trước trước cha có nói đấy, trong đầu của các bà không thể nào có thể tưởng tượng được rằng là khi mà ra mộ Chúa Giêsu đã, đã phục sinh, sinh trong đầu của các bà, trong tim của các bà, trong lòng của các bà, trong đức tin của các bà không thể nào mà tưởng tượng được việc Chúa Giêsu đã phục sinh hoặc sẽ phục sinh, cho nên khi mà các bà mới hỏi nhau rằng là ai sẽ đẩy cái tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta rồi khi mà tảng đá khi mà các bà ra đến mộ ở trong câu thứ tư có nói về việc các tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ rồi thì các bà lúc đấy mới sửng sốt sửng sốt tảng đá này lớn lắm ở, ở thánh kinh ghi nhận là tảng đá này là một tảng đá rất là lớn thì cái tảng đá lớn như vậy một người không thể lăn được hai người phụ nữ cũng không lăn được phải những người thanh niên cao to lực lưỡng mới có thể lăn được. Thì người ta lăn ai đã lăn tảng đá ra khỏi mộ và khi các bà nhìn thấy cái tảng đá đã lăn ra khỏi mộ rồi. Lúc đấy các bà bắt đầu ngạc nhiên, ngạc nhiên. Thánh kinh ghi lại một cái trạng thái bị động đó là tảng đá đã bị lăn ra hay là tảng đá đã được lăn ra. Thì cái trạng thái bị động này của cái tảng đá được lăn ra này muốn nhắm đến trong thánh kinh ấy cái chỗ nào mà thường thường không có chủ ngữ như vậy thì được gán cho thiên chúa tức là thiên chúa đã lăn tảng đá đấy ra khỏi mộ cho các bà và thiên chúa đã lăn tảng đá ra khỏi mộ để đưa đức giêsu một con người nguyên vẹn sống lại ra khỏi khỏi mộ chính vì vậy cái việc tảng đá được lăn ra khỏi mộ này nó làm cho các bà gần như bị đánh vỡ đi những cái 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 gì nó cố hữu trong lòng của các bà tuy rằng các bà chưa có cái khái niệm về sự phục sinh của Chúa nhưng các bà đang đang ở trong một cái cái tình trạng không biết chuyện gì đang xảy ra dạ yeah. vâng vậy thì thưa cha thái độ đức tin của các bà trong đoạn tin mừng này thì chuyển biến như thế nào ạ thái độ đức tin của các bà trong đoạn tin mừng này chuyển biến bằng bằng bốn cái bước này bước thứ nhất đó là sự lo lo lắng lo lắng đó là không biết ai sẽ đang lăn cái tảng đá ra khỏi mộ cho chúng ta lo bởi vì sức của người có hạn sức của chúng ta cũng có hạn khi mà con đứng trước một cái việc gì đó nó lớn lao ấy khó khăn ấy, thì chúng ta lo lắng ví dụ như đợt trước con chuẩn bị đấy chồng đúng không lo nhưng mà cái việc đấy chồng nó là dễ làm nhưng mà những cái công việc nó lớn những việc khó mà chúng ta không thể nào cậy sức mình có thể làm được thì chúng ta lo lắng nhiều hơn rồi tiếp đến là các bà hoang mang hoang mang bởi vì sao hoang mang bởi vì các bà ấy cái tảng đá nó được lăn ra rồi vậy thì chuyện gì xảy ra ô tôi đến đây rồi chuyện gì xảy ra khi mà tảng đá nó la lăn ra khỏi mộ rồi ô ai lăn ra khỏi mộ cho tôi và ai đã lăn nó ra rồi vậy thì vậy thì hoang mang rồi bước tiếp theo của các bà đó là hoảng sợ hoảng sợ bởi vì các bà nhìn vào trong mộ không có thấy chúa nữa nhìn vào trong mộ không có thấy người mình yêu mến nhìn vào trong mộ không thấy ô tôi đi ra đây để sức dầu thơm cho chúa mà chúa ở đâu có khi nào mà con chạy về nhà thật nhanh về nhà để tìm kiếm một người mà con rất là thương yêu ví dụ như là ông bà hoặc cụ hay là gì một người thân yêu lắm đang ở nhà mà về nhà không thấy không đâu thấy. mình rất là lo lắng hoang mang sợ hãi rồi tiếp đến một cái hình ảnh đó là khi mà sứ thần hiện ra với các bà các bà kính sợ và suy niệm trong lòng Lúc này các bà không có oang oang lên Úi trời ơi, úi trời ơi, Chúa sống lại rồi sướng quá Không, các bà kính sợ Và thinh lặng để suy niệm trong lòng Kính sợ trước những cái, cái, cái việc lạ lùng mà Thiên Chúa làm cho, cho họ Và đồng thời cũng suy niệm trong lòng Để có thể, giống như chúng ta ngày hôm nay các bạn trẻ nói rằng Để có thể tiêu hóa được lượng thông tin Và những chuyển biến đang xảy ra trong lòng của mình Thực sự đối với các bà, cái giây phút đi ra khỏi đi ra mộ và gặp được cái biến biến chuyển như vậy á thì trong lòng của các bà có lẽ nó có một cái biến chuyển nó đi từng cái bậc một từ lo lắng đến hoang mang đến hoảng sợ và đến những cái sự kính sợ trong lòng để có thể suy niệm và và cảm nghiệm được kinh nghiệm đức tin của mình có lẽ chúng ta cũng cần có những lúc chúng ta có những cái chuyển biến khi mà chúng ta chuyển biến được thì chúng ta mới có thể trưởng thành được vâng qua đoạn tin mừng ngày hôm nay thì con có thể thấy rằng là không chỉ bản thân con mà quý cộng đoàn đang theo dõi này thì cũng thấy hình ảnh của mình trong các bà như là bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Jacob và bà Salome luôn tìm kiếm Chúa và luôn muốn dâng lên Chúa những điều gì tốt đẹp nhất. Và đôi khi trong cuộc sống, cuộc đời, chúng con kêu cầu Chúa nhưng mà không thấy Chúa đáp lời. Tức là chúng con chạy đến tìm Chúa nhưng mà không thấy có Chúa thì chúng con cũng hoảng, cũng lo lắng. Nhưng tuy nhiên chúng con vẫn có những khoảng thời gian để chúng con thinh lặng, chúng con suy niệm. À không phải là Chúa không đáp lời chúng ta mà chỉ đôi khi Chúa đang thử thách chúng ta để đức tin của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý cộng đoàn kiếm múc được nhiều hơn ơn lành đức tin cũng như là giúp chúng ta có thể sống đạo tốt hơn à, biết kính sợ thiên chúa như ba bà trong đoạn tin mừng ngày hôm nay đó là bà Maria Magdala, bà Maria mẹ ông Jacob và bà Salome và đến đây thì thời lượng chương trình Kinh Thánh Bàn Trà số thứ 31 cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý cộng đoàn đã theo dõi và xin được cảm ơn cha đã chia sẻ cho chúng con. Xin kính chào và hẹn gặp lại.